Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình quay lại thăm vườn mít nha các bạn. Vườn mít không bị nước ngập đó các bạn. Mà bữa nay thì nước đã rút xuống rồi. Mà mít thì chết cũng mít các bạn ơi. Mấy trăm cây mà thiệt hại có chừng 7-8 cây nha các bạn. Này cũng nước mới rút xuống cùng xịt thuốc các bạn, xịt thuốc trị dạng lá thuốc rễ các bạn, xịt thằng Idomingon các bạn với Momento. Thì chủ vườn xịt hai loại đó thấy hiệu quả các bạn ơi, nó cứu cây được, đặc trị dạng lá thuốc rễ các bạn. Nếu mà vườn nào nặng thì các bạn có thể xài là Metalaxy 500 các bạn, đặc trị dạng lá thuốc rễ rất là hay. Cây gì? Xịt mới có mấy bữa mà ra đọt non rồi các bạn. Là mấy trăm cây là nước ngập sâu hết luôn, tỷ lệ chết là chỉ chừng 1% các bạn. Thuốc bạn xịt thằng Vidomingon cộng với Momento các bạn. Còn nếu mà vườn nào mà bị nặng quá thì các bạn có thể xịt là Metalaxy, đó là đặc trị vàng lá thuốc rễ các bạn. Mấy vườn này đây bơm ra này cạn các bạn, đây những cây mít chết rồi các bạn. Những cây mít này thì bó tay rồi, giờ không xịt được, chết chỗ này 4 cây. Nước chỗ này bơm còn được nhiêu đây các bạn ơi, tại đây ngập nó hay sâu dưới đầu ngọn. Từ đây xuống dưới mà chết lên tới đây có 4 cây nha các bạn. Nó tỷ lệ mấy trăm cây mà chết chỉ có hết luôn khoảng chừng 90 cây nha các bạn ơi. Là các bạn xịt thuốc mà được, xịt thuốc dạng lá thuốc rễ vô cứu cây lại mới được. Cái này chết rồi. Đây là kết quả sau mấy ngày xịt thuốc nha các bạn, xịt thuốc trị vàng lá thuốc rễ đó các bạn. Nước ngập qua xong rồi mình xịt nó là bình thường nha các bạn. Đây cây này rụng lá nhưng mà xịt vô giờ lá nó ra đồng ngon lại các bạn. Bạn cứ xịt là thằng Vidomingon hoặc là Metalaxy 500 các bạn, cộng với Momento. Momento thuốc trị sắp gãy. Bữa hổm nước ngập là mình đi lội nước là sộn sộn luôn các bạn, mà bây giờ là xịt thuốc cứu lên hết trơn à. Bị nhót chỉ có 8 cây hay 10 cây vậy các bạn.
cây bên đó chỉ có cây dùng đá thôi. Không nói nước, nước chỗ này là ngập tới đầu gối luôn á. Đây là cách khắc phục sau một tuần nước rút nha các bạn. Thì cứ nước vừa rút xong các bạn cứ xịt, mua thuốc mình xịt trị vàng lá thuốc rễ các bạn. Đây xịt ra cái nó phật được ngon liền nha các bạn. Đây cây như hai cây bên đó mà nó vàng lá nó rụng xuống hết á, mà xịt nó phật được ngon rồi nha các bạn. Đây, đây nó ra được non rồi nè. Còn cây bên đây thì nó bị hơi nặng không, như hai cây này là xịt xong là nó ra được ngon rồi. Áp dụng rồi thấy tỷ lệ chết chỉ là chừng 1% thôi bạn ơi, đó là vườn bị ngập nặng luôn đó. Như cây đó cũng ra đang ra được non rồi nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Thì mình cũng nhắc lại là các bạn cứ xịt là trị bệnh vàng lá thuốc rễ các bạn. Xịt là vitamin gold cộng với monto, hoặc là nếu mà vườn nào các bạn bị nặng thì cứ xài là metalaxy 500 các bạn. Trị vàng lá thuốc rễ. Rồi video mình xin kết thúc tại đây các bạn. Các bạn thấy hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký các bạn. Xin chào tất cả các bạn.